chào mừng các bạn đến với giải pháp tự động phun nát. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm máy che hồ bơi tự động. Máy che hồ bơi tự động là giải pháp đóng và mở mái che bể bơi một cách tự động, được thiết kế ra với mục đích giúp người sử dụng bể bơi an toàn và tiện lợi hơn. Với các thao tác điều khiển từ xa đơn giản, quý khách hàng có thể điều khiển phần mái che đóng hoặc mở một cách dễ dàng mà không cần tốn sức và thời gian di chuyển. Máy che hồ bơi tự động là thiết kế giúp ngăn chặn rác thải, lá cây rơi xuống hồ bơi, đảm bảo an toàn cho người già và trẻ nhỏ khi đứng gần khu vực bể bơi. Đây là giải pháp lý tưởng và thẩm mỹ nhất cho các mẫu bể bơi hiện nay. Sản phẩm được chúng tôi thiết kế và sản xuất với các mẫu khác nhau để phù hợp với kinh tế và mặt bằng thực tế của quý khách. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0705 702 708 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn